Đây rồi, đây rồi. Ngăn là ngài. Có khách quan. Ui, mày đừng có đụng tới ổng. Thì là cậu phụ. Rồi, có khách quan. Nhưng mà anh em à, trước khi mà mình xem cái chương trình này đó, thì anh em thấy canh mà tóc dài rồi đó giống em không? Cảm ơn Yui Hatano. Cảm ơn em. Vô. Ngành làng à. Cái cam vậy hợp lý rồi. Dạ. Quán bán ổn quá ha. Dạ đúng rồi. Dịch vậy mà chưa đóng cửa hả? Trời đất ơi, cái quán có gì kỳ vậy? Quán em hoạt động dưới 20 người. Gớt cái viên liền. Chưa có lệnh cấm mà. Có đoạn ngồi gì mà ăn được hết đi. Ông bầu đó. Dạ. Cam vậy hợp lý rồi mấy anh trai. Ui, sao đủ má nhìn giống Phương Ly dữ vậy? Đẹp quá vậy. Hai em à. Muốn gì? Ngươi muốn gà ta động phòng với ngươi chứ gì? Đừng có mơ. Ui, Mới vô thôi mấy anh trai. Hai anh à. Trời hai ơi, anh có Facebook không? Trong quán có gì ngon nhất đem ra đây. À cha. Được. Có liền. Ừ, cái góc này giống Phương Ly thật anh em à. Đẳng cấp phải không? Bật to cái gì? To lắm mà. Đây rồi. Dạ chào đại hiệp. Không biết tiểu nhân có thể giúp gì cho đại hiệp? Cho ta thức ăn và một bình rượu. Có ngày. Nhìn đại hiệp lạ quá. Hình như đây là lần đầu đại hiệp mới tới. Không biết xưng hô như thế nào? Ta là Phong Lăng. Hả? Địt con mẹ mày thật. Hả? Được không? Địt mẹ mày tấu hài quá luôn rồi. À. Vô. Đều mới xưa. Nói chung luôn. À, chưa lông đền luôn. Đi mà giống miền Tây quá luôn. Có đồ ăn rồi đây. Chào mời đại hiệp. Đi. Bay đây xíu nữa anh em ơi, 9 giờ nha, tầm Phong 9 giờ đại hiệp. Bay đây. Người đã học được bí kíp võ công võ đạo độc tôn. Ừ. Sở hữu thanh kiếm sát thần trong tay. Nghe danh đã lâu, nay mới được gặp mặt. Ừ. Uầy, anh này ngầu quái lồn anh em ơi thề. Nhưng mà người giữ thanh kiếm đó hơi lâu rồi đó. Này là có cái cọng dây dựng ra sao đúng không em? Chết phải không? Ta vốn dĩ là nam nhi. Năm xưa vì mãi mê tu luyện quyền qua bảo điển nên mới trở nên ái nam ái nữ như bây giờ. Cũng chính là chờ đợi khoảnh khắc này đây. Tấu ai quá lâu thề, idea đỉnh đây. Một khi dính phải tuyệt chiêu điểm mì của ta thì ngươi sẽ phải bất động vài canh giờ. Đi con mẹ mày thề, ông này với ông tóc dài tấu hài quá luôn. Ui. Mày xong rồi. Tao xin trân trọng giới thiệu, thông báo và quảng cáo cho mày biết. Sư phụ của tao
tinh thông thập bát ban võ nghệ. Bà đây. Bà đây. Bài số 4. Minh. Dạ có con sư phụ. Đánh ta đi. Sao mà đỡ được? Dạ. Sao mà đỡ được? Tuấn. Địt cao mà. Dạ số 4. Đánh ta đi. Hãy. Này đụ má mà giống khịa. Khịa cái gì lắm nè anh em mà. Nhớ có khịa cái gì nè. Mà đụng vô người giật điện vãi cà lồn á. Khịa đúng không? Phong Lân. Đau quá sư phụ à. Có thể ta ghê chưa? Ghê lắm. Số 1. Tất cả vô thế. Hãy. Địt con hoa mày tê. Đại Hiệp thông cảm. Tụi em còn trẻ chưa trải sự đời. Có gì để Đại Hiệp bỏ qua cho tụi em. Cái lồ má mày tê. Uầy, quái cà lồn. Ta cả đời cô độc, được người đời gọi là bậc thầy đệ nhất song sát phụ. Khó khăn lắm ta mới tìm được một tiểu thư có tâm hồn to và đẹp như vậy. Ừ. Vậy mà ngươi dám? Thôi, đừng nói nhiều nữa. Có bao nhiêu lên hết luôn đi. Được. Ồ, chắc hà là ta đây. Té một cái, giới tính trở lại như xưa luôn. À đúng rồi nghe rồi. Phim này á là phim chữ. Áo khẩu đi. Có bao nhiêu ngân lượng ra đây hết. Má mày quay lồn dưới trời. Địt có mẹ mày tề tập mày cười quá luôn. Đúng đời anh em nhà thầy. Đỉnh. Action scene. À đây rồi, đây rồi. Đây rồi. My Idol, My Idol. Võ đạo độc tôn, gian danh thiên hạ, sát thần xưng bá, sóng gió giang hồ. Người ta đọc thơ hay như vậy mà cũng không thèm quay lại. Đúng là đồ mất lịch sự. Idol, idol, idol anh em ạ. Nghe danh Phong Lăng Đại Hiệp đã lâu, nay mới được diện kiến. Hân hạnh, hân hạnh. Tại hạ hái hoa đại đạo, thiên lý độc hành. Nghe nói tốc độ và kỹ năng kiếm pháp của Đại Hiệp vô địch thiên hạ. Cộng với cái thanh kiếm sát thần đó, thứ nào mà chịu nổi? Thứ ta nào mà chịu nổi? Cái lầu quá vô địch thiên hạ. Chẳng qua là do ta mạnh quá, nên giang hồ mới đồn như vậy thôi. Đại Hiệp thật là hài hước. Đây là địa bàn của ta. Điệt nếu thích mẹ, thì Đại Hiệp có thể đi và để thanh kiếm lại. Cười quá luôn. Còn không thích thì để thanh kiếm lại rồi có thể đi. À thế à?
À thế làm sao mà? Vậy để xem vị huynh này đây có đủ bản lĩnh để lấy nó hay không. Khẩu khí thật là hay quá trời. Quay như vậy các ông ngoài đời cũng phải có võ thần anh em nha. Phải có võ thần mới quay được vậy chứ. Thôi đủ rồi, ta không thích đánh nữa. Ngươi kinh đồng ra, ngoài kiếm pháp ta còn quyền pháp. Điệt không mày hả mày tề. Nếu đây không thích thì mình đừng quýnh nữa. Tôi không muốn làm tổn thương đại hiệp đâu. Mà đại hiệp đi cho. Ta đã phế võ công của người rồi. Từ nay người sẽ không bao giờ dùng được kiếm nữa. Anh Lăng, anh chơi lớn vậy anh Lăng. Giỡn một xíu mà anh phế vô công em luôn à. Cái lầu mà em tề. Giọng nhất của em là được cầm thanh kiếm sát thần một lần. Xin anh Lan. Anh Lan à, trời lớn nhà anh Lan. Ngươi tưởng trọt trọt có mấy cái là phế vô công ta à? Ngươi bị lô đây. Xin kính công ta đây. Cái lồ mẹ mày thề. Uầy, đẹp mày mày thề ông này khéo mà làm streamer chắc đủ má mà nổi tiếng quá à lồn luôn mấy ông à. Thề. Chứ em hết bài được rồi. Em hết bài được rồi. Ây da, trả cho anh nè. Em đi nha, anh ở lại bảo trọng. Được rồi. Lồn mẹ mày thề. Không cho ta xài kiếm thì ta xài cung. Anh Lăng hay quá trời. Em đi thiệt nha anh Lăng. Ăn tiệc à. Má mày nó hơi cục anh em nhờ. Tẩy ngày Phong Lăng Thiên Hạ Gabuta tại Google Play và App Store. Phong Lăng Thiên Hạ kim thế chí tồn. Uầy, địt mày mày đỉnh vãi lồn thề. Anh Lăng cứu em. Uầy, địt mà nhiều người comment đó giờ. Địt có mà bị trề. Let's go. Con hát con múa con ca. Con út con hút chi xa. Con bay con chưa tỉnh. Công việc để mai tính. Tao muốn bình uống thêm. Bởi vì chưa hết đêm.